cái tật xấu đó là nhìn máy không hối là, nhưng mà cỡ như anh Quỳnh Linh thì có thể chấp nhận. Em thì em ghét sự giả dối, em yêu màu tím. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ mình giới thiệu đi em. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn nam ở phía bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Ngô Thị Trâm, em đang làm kế toán. Em đến từ Quảng Nam, em 25 tuổi. Mời bạn nam giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào bạn gái ở bên kia. Em là Thành, em năm nay 30 tuổi, em tới từ quê hương Nam Tấn, Thái Bình đấy ạ. Em đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Em thì đang quản lý một chi nhánh của công ty quảng cáo online. Và hôm nay em đến đây là em cũng đang cố gắng chào, sau cái mục tiêu là tìm bạn gái là chào chị Cát Tường, gói marketing cho sản phẩm Tinh Hồn Nghệ và mật ong của chị Cát Tường đấy ạ. Biết gì? Chị Cát Tường bán mật ong như tinh bột nghệ luôn à. Và em cũng biết được là chị Cát Tường rất là đam mê kinh doanh, thì hy vọng là chị cho em một cơ hội để có thể chào chị một gói quảng cáo được không ạ? Lành quá. Không, em cũng bình thường thôi chị ơi. Rồi kinh doanh để sao đi cưng, chút mình nói, giờ lo kiếm vợ trước đi nè. Dạ vâng, đúng rồi, mục tiêu mình đến đây là để kiếm vợ đấy ạ. Rồi, bây giờ ưu điểm khuyết điểm gì nói luôn đi, cho bạn gái bên đây nghe. Em thì là một người sống tình cảm, vui vẻ, hòa đồng. Em có thể làm được việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, đầy đủ hết. Em thì không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ là mình không làm được. Đấy là những cái ưu điểm của em. Còn khuyết điểm của em thì em có một cái tật xấu, đấy là em ngủ lái. Cũng chưa có cái ai mà đo cường độ được, nhưng mà thằng bạn em thì nó bảo là nếu mà bây giờ mà ngáy như thế thì sau này có khi vợ mày, không có mày ngủ bên cạnh thì vợ mày không ngủ được ấy. Bởi vì bạn em nó tả thì là ngáy có nhịp độ, có trường độ đầy đủ. Cái nữa, cái tật xấu của em là em nói đôi khi hơi lớn tiếng. Cái nữa đấy là em nóng tính. Ngày xưa thì em rất là nóng tính, nhưng mà bây giờ thì em đã chỉnh được. Và cái nóng tính của em đấy thì nó đang giảm theo thời gian. Và hy vọng là có một cái bạn nữ nào đấy mà chất xúc tác tốt hơn nữa thì cái nóng tính của em nó sẽ được giảm nữa. Không, nó được giải quyết triệt để anh. Như hy vọng là hôm nay em sẽ được giải quyết triệt để ha. Vâng, em cũng nghĩ thế. Với còn một cái nữa thì nhờ quý vị khán giả và anh Quyền Linh với chị Cát Tường là giúp em là cái tật nói nhiều thì không biết là nó là thế mạnh hay nó là điểm yếu ạ. Rồi chị sẽ giúp em nghe tùy thôi. Được rồi. Tùy theo hoàn cảnh thôi. Mời bạn gái. Dạ. Nãy giờ anh nói nhiều quá em nghe gì không? Không có. Ưu điểm của em là em tự lập, cũng hòa đồng với mọi người, biết viết lách một chút. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là đôi khi em cũng nóng tính, cứng đầu chị. Hết chưa? Có tật xấu gì nữa không? Dạ, chắc bên không. Bên kia ngáy đó, mình có ngáy gì không? Dạ không. Mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Trước tiên là người đó quê thì từ Đà Nẵng đổ vào đây. Này qua Thái Bình rồi á. Không có gia trưởng, không có hút thuốc, không rượu chè nhậu nhạc nhiều á chị. Không hói đầu. Nhưng mà cỡ như anh Quyền Linh thì có thể chấp nhận được. Không bụng bự nữa chị. Với lại không xăm hình nữa chị. Còn gì nữa không em? Chắc gì nữa chị. Chắc em ở không luôn quá. Rồi, bạn trai nghe tiêu chí bạn gái xong thì mình thấy mình có thể là đạt được bao nhiêu phần trăm? Em thì em nghĩ là thứ nhất là bây giờ phải chuyển hộ khẩu vào Hồ Chí Minh. Thứ hai là phải tập thể hình để bụng nhỏ lại. Thứ ba là có cái sản phẩm tài trợ cho chương trình này thì em phải sử dụng ngay. Thì mới đáp ứng được chị ạ. Thôi chúng ta cũng đừng đi qua. Tiêu chí của em chọn bạn gái như thế nào? Cái suy nghĩ của em là em hay hướng về gia đình. Thì em muốn là một người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Em thì xấu trai rồi, thấp. Thì em hy vọng là bạn nữ là sẽ ưa nhìn một chút. Bạn gái thì tóc đen, không ngắn không dài. Bởi vì ngày xưa em thích bạn nữ tóc dài thì bạn ấy cắt ngắn. Còn thích bạn nữ tóc ngắn thì bạn nuôi tóc dài. Em thì em thích là cái kiểu phụ nữ truyền thống của người miền Bắc, nhưng mà nó vẫn mang cái âm hưởng hiện đại. Nấu ăn được. Còn hết. Dạ vâng, em xin phép là hết ạ. Hết rồi hả? Dạ vâng ạ. Tôi nghe tiêu chuẩn của hai người này xong cái tôi bà Mai tôi muốn đập đầu quá. Cái mẫu người lý tưởng của em có cái chuẩn người lý tưởng của em như thế nào không? Cái em đã đưa ra những cái mà em thích rồi. Nhưng mà đối với em á, thì khi mà kéo màn lên á, nếu như mà cái ánh nhìn đầu tiên của em mà được á, thì những cái khuyết điểm á, em sẽ bỏ qua. À, cái đó là mình đưa ra cái tiêu chí. Dạ, đúng mà mình tưởng tượng thôi. Dạ. Mình ngủ mơ thôi đúng không? Trời thiệt, nó bị đát lắm em ơi. Thôi để tôi coi. Bây giờ chị Cát Tường ạ. Chào em. Dạ vâng ạ.
Cao mét nhiêu? 164,5 cm. Vòng bụng là 105,7 cm. Vòng hói là 45 độ. Em thích nhất cái gì và ghét nhất cái gì? Tức là thích về vợ hay là thích về... Em muốn nói gì em nói, em có quyền. Nói chung là em thích bóng. Bóng bóng đá à. Cái gì liên quan đến bóng em thích. Còn trên những cái thứ đấy là thích con gái. Em thì em ghét sự giả dối. Em yêu màu tím. Thích gái chắc không? Em thích thật. Nó thích những cái gì liên quan tới bóng. Có chuẩn bị gì để cho cái kết hôn chưa? Kết hôn thì nó có nhiều thứ phải chuẩn bị. Thứ nhất là về tâm lý em đã chuẩn bị rồi. Thứ hai là kinh tế em có chuẩn bị được rồi. À, có một cái là sinh lý chưa ổn. Không, sinh lý em ổn rồi chị. Em dậy thì đúng đúng quy trình. Cái việc mà bây giờ có một cái chỗ ở ấy, thì em nghĩ là cả vợ cả chồng cùng lo thì nó sẽ tốt. Kế hoạch bao lâu nữa thì mới mua được cái nhà? Em nghĩ là nếu như mà may thì có thể trường em mua được luôn. Thế còn không may thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là rủ vợ Hùng nữa phải không? Đúng rồi ạ. Sao chị nhìn em không chớp mắt, em run. Chị chỉ hỏi bên đây nghe thôi chứ Hùng bên này Hùng chứ chị có Hùng đâu trời. Không, nhưng mà chị cũng, nếu chị ký hợp đồng với em thì chị cũng là một phần. Không, chị là chị không có Hùng. Ai chị... có nhà rước chị về ở. Không, chị ký hợp đồng quảng cáo với em là chị cũng hùn cho em một ít vốn rồi. Không, không quảng cáo của em đi quảng cáo hoài. Rồi, đến qua coi đàn gái coi sao nha. Dạ vâng ạ. Ồ, chào anh gái. Mày anh nói chắc không hiểu rồi, cũng hơi nói chút. Dạ. Bụng hơi bự bự chút này kia. Dạ. Nhưng quan trọng con mình có hợp với nhau, tính với nhau thôi. Dạ. Em có phải là người phụ nữ hay ghen không? Cũng đâu lúc. Anh này nói nhiều nhưng mà anh cũng quan hệ ngoại giao nhiều đó. Đôi khi là tiếp xúc với phụ nữ cũng hơi nhiều á. Anh thích những cái gì? Bóng. Nghe nói nhiều quá con hoang mang không? Có một chút. Rồi, thôi để anh về đây thôi. Đó, con gái nói vậy em thấy sao? Thực ra cái việc mà em nói nhiều như này có thể là một cái bệnh nghề nghiệp. Em đi gặp khách hàng thì mình phải có cơ hội để mình nói những cái thứ mình sẽ làm được. Chứ không phải là theo kiểu là nói nhiều mà ba hoa chích chòe rồi cứ nói cái nọ cái kia vậy. Nhưng mà em thì không như thế. Rồi, hôm nay em đi với ai? Em đi với anh của nhà bác em ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và yeah. Chào tất cả các khán giả trong phòng quay. Anh thấy cô gái bên này cũng rất là ok. Nhưng có một phần hơi rụt rè với em. Vì Thành thì có cái tính hài hước hay nói. Đấy, nói có trọng lượng để mà phát triển cái ngành nghề của Thành. Nhược điểm là rất hay nhậu. Nhậu với anh cứ hai chai thì say, nằm tại chỗ. Hai em đến đây có cái duyên thì sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, nhiều hơn. Bạn gái, em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em, mấy chị em quen chị. Dạ, em tự giới thiệu em tên là Thọ, bạn thân của Trâm ạ. À, anh bên này á, thì có vẻ là rất là năng động, tự tin, nói hơi nhiều. Thì bạn em á, rất là hiền. Tụi em vô đây là đi học rồi đi làm nên là tự lập tất cả à. Bạn em thì nó thích là từ Đà Nẵng trở vào. Thì không biết là cái vấn đề đó là anh có thể cải thiện được không á. Anh thì anh nghĩ là chắc là bạn ấy e ngại về khoảng cách thôi. Thế còn đường xa thì mặc đường xa, không đi xe buýt thì ra ca mình đi tàu, đâu có sợ. Thì mỗi vùng nó có văn hóa riêng á. Sợ là không biết là nó có hợp được với lại cái phong cách mà anh muốn, là cái kiểu người là cô gái của mình nó có hơi hướng là miền Bắc hơn một tí á. Cô gái miền Bắc cũng thật thà chất phát mà em. Dạ. Mà anh nghĩ là nếu như mà hai vùng miền ấy thì mình có cơ hội để mình hiểu được một cái vùng miền khác. Cái điều đấy là điều tốt mà em. Ví dụ như anh ít tiếp xúc với người miền Trung, anh chưa hiểu được phong tục của người miền Trung thì bạn ấy sẽ chỉ cho anh. Và ngược lại thì anh cảm thấy như thế là rất là hay mà. Dạ rồi, dạ em cảm ơn anh. Cho hai bạn gặp nhau đi rồi đưa ra quyết định nha. Nếu mà em muốn quà tặng em. Dạ, em có quà. Anh cảm ơn. Em thấy anh sao? Có đúng như kiểu là cái mà em hình dung ra không? Dạ, thì cũng giống. À đúng ạ. Anh là như vậy đấy. Dạ. Ừ. À, anh có dự định là mình lập nghiệp trong này hay không? Anh có mà. Anh bỏ Hà Nội, anh vào Sài Gòn mà. Ba mẹ anh đã ở trong này hay là? Ba mẹ anh thì ở bên trên rồi. Tức là ba mẹ anh đã mất hết rồi. Anh tự lập trong này luôn. Đúng rồi, 18 tuổi thì là anh khăn gói quần bước ra đi, 30 tuổi thì vẫn vậy. Dự định của em á, nếu mà được á, thì em muốn năm 28 tuổi mình mới kết hôn á, thì anh có nghĩ cái thời gian nó sai không? Nhưng mà lúc ấy em có chê anh già không? Tại vì 3 năm nữa là anh 33 tuổi ấy.
Mà con trai anh già lắm. Anh sinh năm 88. Vậy là hợp tuổi rồi. À hợp tuổi luôn à? Ok. À cái bảng đăng ký của anh á thì em hợp bao nhiêu phần trăm? Thôi mình bỏ qua cái bảng đi. Bây giờ cái thời khắc này mới là thời khắc quan trọng này. Đúng rồi. Thế anh sẽ bỏ qua cái bảng đi. Em hỏi tiếp tục đi. Anh nói thật với em hỏi là có một đi, lần để em hỏi anh nói hoài. Anh cãi nhau với đài hết thời lượng phát sóng anh vẫn nói. Anh có thể giảm nói nhiều lại không? Nếu em muốn. Tại vì bình thường em cũng ít nói, tại vì em đứa đám đông em không có nói được nhiều. Thế nhưng mà có hai đứa là em cũng nói nhiều đúng không? Dạ. Trước đó anh mở món quà của em ra trước đi. Chàng trai, nếu em đã yêu người trước bằng tất cả dại khờ thì em sẽ yêu người sau bằng tất cả sự trưởng thành. FT thân tặng hoa hướng dương. Ôi. Sao anh không để lên bàn vậy? À, quên, anh xin lỗi. Rối quá mà. Tự làm rối đó. Ô. Cái gì vậy? Anh cảm ơn em. Anh có biết lý do vì sao mà em chọn bốn cái hộp để mở vào trong đó không? Thì cái hộp này là anh này, cái hộp này là em này, cái hộp này là đứa lớn này, cái hộp này là đứa thứ hai này. Cái kẹo này thì là nó xoắn vào nhau là đoàn kết rồi ngọt ngào đúng không em? Đặc với anh, em có tàu lao không anh? Hay đó, em hay á. Thì em nghĩ rất là thông minh em. Nhưng mà để nghe có ý cổ là gì? Bốn cái hộp á tượng trưng là trong tình yêu nó sẽ trải qua bốn giai đoạn á: hợp, yêu, hiểu rồi mới cần. Là thường thường người ta hay nói là tới cái hộp thứ, anh thấy cái hộp thứ ba là nó rất là khó mở đúng không? Đúng rồi. Tại vì khi tới cái hộp thứ ba là người ta hay bỏ cuộc lắm. Nếu mà hộp thứ ba anh mở được thì anh mới mở được hộp thứ tư. Khi cái hộp thứ tư mở ra được đó, có cái viên kẹo thể hiện cho sự ngọt ngào, giống như là hạnh phúc viên mãn mà mình đã đạt được khi đã trải qua đủ bốn giai đoạn đó rồi. Rồi. Cái nút ở chỗ nào anh Linh? Tự tìm đi. À đây. Em hỏi một câu cuối cùng được. Anh cũng có một câu cuối cùng. Anh có ví dụ như bạn gái anh không thích gì đó, anh có thể thay đổi không? Vì quái mà anh thay đổi không? Chắc chắn rồi, nếu bạn gái mình không thích cái nó không hợp lý thì mình sẽ bỏ. Ví dụ anh nói tào lao nhiều quá thì bạn gái bảo bỏ thì anh sẽ sửa. Cho anh một câu nữa. Anh đang có một món nợ rất lớn. Em có muốn cùng anh trả nợ không? Nợ gì vậy? Em anh phải... nợ mẹ một nàng dâu. Anh nói mà anh đâu có đây đâu. Bây giờ là giờ phút quan trọng xem người đó có hợp với mình hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cái kẹo. Anh nắm tay em được rồi. Đây là chiếc vé xem phim gửi thẳng các bạn của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nếu như hai bạn lấy nhau, quà tặng sẽ là Max TV 50 inch của Bana Việt Nam, trị giá 9.800.000 đồng. Thì Bana TV Việt Nam được tặng bút xe của chủ Nhật Bản sẽ trao tận nhà các bạn. Rồi nắm tay cô gái đi cưng. Khó thế nhỉ? À để anh bỏ cái kẹo vào đây đã nhé. Rồi. Thôi chừng đường. Rồi. Ok. Tha hồ tâm sự nha. We'll be right back.